Chào anh chị cô chú, ngày hôm nay Long Hòa xin giới thiệu đến anh chị cô chú một thửa đất vườn tọa lạc tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng diện tích 3.608 m2. Trong đó đất của chúng ta là củ hồng một nửa là cây lâu năm. Chủ đất đã đăng ký lên 500 m thổ cư. Trên đất thì có nhà, có cây ăn trái, rất là nhiều cây ăn trái. Ưu điểm rất gần với lại con đường chính, con đường Bình Giã Đá Bạc, cách chỉ tầm khoảng 100 m thôi. Và từ vị trí từ đất của chúng ta, nếu di chuyển ra chợ, ra trường học, ra trung tâm của thị trấn Ngãi Giao là trung tâm của huyện Châu Đức này, anh chị cô chú mình mất chỉ tầm khoảng gần 1 km thôi ha. Và ở đây nó có khung giá là 177 triệu trên 1 mét ngang. Mình cắt với con đường chính, con đường Bình Giã Đá Bạc, con đường đó hiện tại đang rao bán là với khung giá là 400 cho tới 430 triệu trên 1 mét ngang, mà mình cắt 100 mét thôi. Mình có khung giá là 177 triệu trên 1 mét ngang. Thì Long Hòa xin mời anh chị cô chú cùng tham khảo thửa đất vườn có cây ăn trái, có nhà nằm trên trục đường nhựa và có hai mặt tiền. Thửa đất số 36 tờ bản đồ số 59 xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích 3.608 m2, hình thức sử dụng riêng, đất trồng cây lâu năm. Sổ này đã cấp đổi thành sổ mới rồi ha, nên chị cô chủ mình yên tâm ha. Còn đây là hình dáng thửa đất của chúng ta, đất chúng ta quay mặt về hướng chánh bắc ha. Đường thể hiện trên sổ là đường đất nhưng mà thực tế của nó là đường nhựa, và cái cạnh dài của chúng ta là hai mặt tiền ha. Cái cạnh dài của chúng ta là một mặt tiền đường dân sinh đi vào nữa, cũng là đường nhựa luôn ha anh chị. Về phần quy hoạch, đất chúng ta có 2.417 mét đất ở nông thôn, còn lại là đất trồng cây lâu năm ha, không có vướng quy hoạch gì hết ha anh chị. Đất phủ hồng, có thể lên đăng ký lên thổ cư thêm được nữa ha, nhưng mà hiện tại thì chủ đất đã đăng ký lên 500 mét thổ cư rồi. Bề mặt ngang của mình là được 45 mét, một cạnh là 74,5 mét, một cạnh dài là 92,2 mét ha. Vị trí đất của chúng ta cách con đường Bình Giã Đá Bạc tầm khoảng gần 100 mét thôi là mình đã ra tới con đường Bình Giã Đá Bạc rồi. Nếu mà quẹo bên tay trái màn hình, mình chạy thẳng tầm khoảng cỡ 5 km nữa là mình ra tới ngay ngã 6 Đá Bạc. Còn chạy thẳng tầm khoảng gần 30 km là mình sẽ ra tới biển Hồ Tràm, xuống nóng Bình Châu ha anh chị. Còn nếu anh chị cô chú mình quẹo tay phải màn hình tầm khoảng gần 500 mét thôi là mình đã ra tới ngay chỗ bệnh viện Đông Tây, ra thẳng trung tâm của thị trấn Ngãi Giao. Cách trung tâm thị trấn Ngãi Giao là tầm khoảng gần 1,5 cây số thôi là ra tới ngay trung tâm luôn ha anh chị. Ngay chỗ đó là chợ nè, trường học nè, bệnh viện thì tới 3 cái lận. Trung tâm y tế, bệnh viện Đông Tây rồi bệnh viện mới cũng chuẩn bị hoàn thiện và đưa vào sử dụng rồi ha. Dân cư ở đây thì tương đối rất là đông. Và bây giờ Long Hoàng nói về cái giá đầu tiên đi ha. Trục đường Bình Giã Đá Bạc đoạn ngay chỗ đây đang rao bán với khung giá là 430 triệu trên 1 mét ngang ha anh chị ha. Đó, ngay chỗ chiếc xe đang chạy qua đó, đó là đoạn đường Bình Giã Đá Bạc. Khung giá ở đây nó có giá là 430 triệu trên 1 mét ngang, mà đất chúng ta cách đường Bình Giã Đá Bạc tầm khoảng gần 100 mét thôi. Có giá là 177 triệu trên 1 mét ngang ha. Để cho anh chị cô chú mình định giá và tham khảo ha. Ranh giới của chúng ta là từ đây, từ cạnh này nè, mình đổ thẳng qua bên đây á, là mình được 45 mét mặt tiền đường nhựa thể hiện trên sổ. Đường ở đây là đường rộng 6 mét, hai mặt tiền lần ha. Trên đất thì có nhà nè, đầy đủ những loại cây ăn trái. Cái hậu của chúng ta tới 74 mét, khá là vuông vắn ha. Tường rào bốn bên hết rồi, rào lưới B40 rộng, rào lưới B40 cao khoảng 1,5 mét. Đi thẳng vô đây là mình còn một mặt tiền đường nữa ha. Mặt tiền đường này là mặt tiền đường mở để cho cái nhà, mấy nhà bên trong thôi, chứ không có thể hiện ở trên sổ ha anh chị ha. Nếu mà di chuyển thẳng hướng này là mình cũng ra một cái view cánh đồng lúa cực kỳ đẹp luôn ha. Nhà cửa đây là san sát hết rồi. Trong đây thì còn 2-3 hộ nữa ha. Rồi 45m, cạnh này 45m ha, cạnh này 74m, cũng khá là vuông anh chị ạ. Trên đó có nhà, diện tích sàn của nhà này rơi vào tầm khoảng 120 mét vuông. Rất nhiều loại cây ăn trái ha. Trước đất thì cũng có điện, dây điện nè, dây wifi nè, hệ thống điện chiếu sáng. Một cái cổng rào kiên cố ha. Rồi nhà. Kiến hết. Rồi, đây là một cái căn nhà kho. Chủ mới bơm thuốc cỏ xong mình nhìn cỏ nó cũng hơi cháy ha. Đây xoài đó, ranh giới bên đây rào lại hết rồi. Đất chúng ta cũng dễ hình dung, đã rào lại hết rồi. Chủ đã đăng ký lên 500 mét thổ cư rồi ha. Rồi, di chuyển thẳng ra sau. Mít nè, rồi bơ nè, rồi chanh, bưởi. Nó ra lúc phía sau luôn ha anh chị. Chuối rừng, chuối hộp. Đó, cuối đất của chúng ta là nằm ngay đây ha. Đã rào là hết rồi. Rồi, cạnh bên này thì cũng đã rào lại hết rồi. Cặp bên đây là cũng có nhà. Đó. Cặp nhà bên đây là mình cũng rào lại luôn ha. Đó, con đường nè. Đường này là để vào nhà bên trong đây ha. Đó, ranh giới của chúng ta là tới lúc ở dưới sau đó. Ngoài di chuyển lên phía tiếp xúc với mặt đường, đường chính ha. Đó, đây là đường chính rồi. Dừa Sabuche. Nhà thì nhà kiến ha anh chị, nhà kiến. Chủ nhà có công việc đi gấp rồi cho nên Long Hoài cũng quay ở ngoài thôi ha. Ở đây thì có phòng khách nè, phòng chờ nè, rồi bên trong phòng ngủ nè, rồi bếp toilet cũng rất là tiện nghi. Diện tích sàn của cái nhà này nó rơi vào tầm khoảng 120 m² ha. Có phòng ngủ, phòng khách, bếp toilet, rồi thiết kế cũng rất là đầy đủ. Xung quanh thì xài kiến không à. Bên đây thì có thêm cái nhà kho nữa ha. Cũng khá rộng rãi. Một khoảng sân vườn phía trước. Rồi, đây là quang cảnh phía trước ha. Bên đây cũng còn đất của chúng ta nữa nè ha. Cặp với cái nhà kế bên á. Rồi, dây điện, dây wifi, hệ thống ánh sáng là nằm mé này ha. Long Hoài đang đưa lay cam từ vị trí tiếp xúc với mặt đường nhựa bay thẳng xuống vị trí cuối đất để anh chị mình tiện hình dung ha. Trên đất có nhà, cây ăn trái đủ loại. Dân cư thì khá là đông ha anh chị. Rồi đây, cái đoạn phía sau này là vị trí cuối ranh giới rồi. Đất chúng ta đã tường rào lại bốn bên hết rồi ha. Rào bằng lưới B40 kiên cố. Rồi, còn đây là góc quay lay cam từ vị trí cuối đất. Cuối đất ngoài đưa lay cam bay vòng quanh khu vực này. Góc hai mặt tiền. Dù là đường cục nhưng mà nó rất là gần với lại con đường chính ha anh chị, rất gần với con đường Bình Giã Đá Bạc. Con đường Bình Giã Đá Bạc là hướng đi thẳng ra hướng này ha. Cách chỉ tầm khoảng gần 100 m thôi là mình đã ra tới con đường Bình Giã Đá Bạc rồi. Đó, vị trí căn nhà vườn của chúng ta ngày hôm nay là nằm ngay chỗ đây ha. Cách với lại con đường chính, con đường Bình Giã Đá Bạc ngay chỗ cái xe đang chạy đó tầm 100 m. Cái hướng ở phía sau lưng màn hình anh chị, hướng đường Bình Giã Đá Bạc đó, mình chạy thẳng một trục đường là mình sẽ ra tới ngã 6 Đá Bạc, cách cũng khoảng cỡ 6 cây số. Còn nếu mà mình chạy thẳng nữa là mình sẽ về tới biển Hồ Tràm, cách biển Hồ Tràm cũng tầm khoảng cỡ 35 km ha. Bám theo cái trục đường này thì dân cư khá là đông và đường này cũng là đường chính cho nên là kinh doanh buôn bán cũng khá là thuận lợi ha anh chị, để mà đi về Bình Châu, đi về Hồ Tràm là đại đa số là thường là đi theo con đường này ha. Ngay ở đây mình có một cái ngã ba, đường này có tên gọi là đường Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình. Bên tay phải màn hình của anh chị chạy thẳng á, ngay chỗ mấy cái nhà màu đỏ đỏ đó anh chị, ngói màu đỏ đó, đó là Ủy ban dân xã Bình Giã ha. Chạy thẳng nữa là mình sẽ về đường DT 765. Còn nếu mà mình chạy thẳng bên hướng tay trái màn hình của mình á, là mình ra tới trung tâm của huyện Châu Đức là thị trấn Ngãi Giao rồi. Theo đường chim bay thì cách tầm khoảng vài trăm mét thôi, nhưng mà nếu mà mình đi đường xe máy á, thì cũng tầm khoảng cây số ha anh chị ha, cây số cây rưỡi số thôi là ra tới trung tâm rồi. Đây là trung tâm của huyện, cho nên là những hoạt động kinh doanh buôn bán ăn uống, rồi trạm xá, rồi bệnh viện, cũng cơ quan hành chánh cũng khá là đông ở chỗ này ha, dân cư cũng khá là đông ở chỗ này ha. Bây giờ Long Hòa dẫn anh chị cô chú mình tham quan một vòng quanh khu vực ở đây ha. Đường ở đây là đường nhựa rộng 6 mét, ô tô đi lại thoải mái, ô tô xe tải lại thoải mái ha. Đó, hướng này mình chạy thẳng là mình sẽ về tới Đá Bạc, chạy thẳng mình là về tới Hồ Tràm. Còn bây giờ mình chạy ra hướng này là mình ra tới trung tâm ha, gần với lại cái nhà nghỉ Bình Giã hả anh chị. Đây là trục đường liên huyện, cho nên là lưu lượng xe cộ đi lại cũng khá đông anh chị. Đường này cũng là đường chính để về tới Phan Thiết, về quốc lộ 55 và Bình Thuận và Hồ Tràm. Rồi, thửa đất này được chủ mong muốn với giá là 177 triệu trên 1 mét ngang. Tính ra nó tầm khoảng gần 8 tỷ ha anh chị. Và giá này là mình thiện chí, mình gặp chủ, mình thương lượng đàm phán một cái giá khung giá tốt nhất nữa ha. Tại thời điểm thị trường hạ như thế này, trên đất thì có nhà, nhà đó cũng kiên cố ha anh chị. Long Hòa thêm một số thông tin là trong căn nhà đó là 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp, toilet đồ cũng rất là tiện nghi, và cũng có chỗ gara ô tô để xe đàng hoàng ha. Rồi trong nhà thì cũng có để hồ bơi nữa, có hồ bơi nữa ha anh chị. Chạy thẳng hướng này mình ra tới ngay chỗ trung tâm, ngay chỗ bệnh viện Đông Tây, rồi trạm xá. Ở đây cũng khá là đông, dân cư khá là đông ha. Thẳng hướng này là về ủy ban dân của xã Bình Giã này, còn di chuyển thẳng hướng này là mình về tới trung tâm của xã Ngãi Giao, của thị trấn Ngãi Giao. Vì hoặc anh chị cô chú mình chạy thẳng đường này là mình ra tới ngay chỗ đường quốc lộ 51, ngay đoạn ngay ngã ba Mỹ Xuân đó ha. Rồi mình quẹo tay phải màn hình để mình về tới thành phố Hồ Chí Minh theo đường cao tốc Long Thành, thì cách tầm khoảng 70 km thôi là mình từ thành phố Hồ Chí Minh về tới đất là khoảng cỡ 70 km ha. Từ Bà Rịa mình di chuyển về tới đất mình mất tầm khoảng cỡ 13 km anh chị à. Về tới biển Vũng Tàu, biển Hồ Tràm, xuống nóng Bình Châu thì mất tầm khoảng cỡ 30 tới 35 km thôi ha. Khá là thuận lợi. Đoạn đường ngay chỗ đây thì nhà nước đang mở rộng là làm đường. Ở đây là trung tâm cho nên là buôn bán, hoạt động kinh doanh buôn bán cũng rất khá là sầm uất anh chị. Một thông tin nữa Long Hòa cần chia sẻ là thửa đất này lúc mà thời cao điểm á, thời mà sốt đất á ha, cách đây mà thời sốt đất á, là có người vào đã trả là lúc đó chủ kêu là 11 tỷ nhưng mà có người vào trả 9 tỷ mà chủ lúc đó là chủ không bán ha anh chị. Dòng Long Hòa cũng dân địa phương ở đây cho nên cũng nắm bắt thông tin này nó cũng khá là chuẩn. 9 tỷ không bán, bây giờ phải ra bán với giá 8 tỷ. Lý do thì chú Dương này có người con, cũng nói chung là cũng đang lâm nợ cho nên buộc lòng phải kêu phải ra bán. Căn nhà này là căn nhà cũng tâm huyết của chú ha. Rồi, cảm ơn chị cô chú đã dành thời gian xem hết video ngày hôm nay. Mến chúc anh chị cô chú sức khỏe, nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hòa có động lực chia sẻ những video mới nhất về lĩnh vực đất đai, về lĩnh vực bất động sản. Hình ảnh anh chị cô chú mình đang xem là vùng binh Ngãi Giao, điểm nhấn của thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này.